Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang quay trở lại với kênh Chứng khoán TV của AZF Việt Nam. Ở kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau nói về 6 nguyên tắc vàng của đầu tư chứng khoán. Và trong khi trao đổi về vấn đề đó thì chúng ta đã nhắc rất nhiều đến việc để đầu tư tốt, để trong dài hạn có thể trở thành một nhà đầu tư tuyệt vời và kiếm được nhiều tiền thì các bạn cần phải liên tục trau dồi kiến thức, kỹ năng và năng lực của mình qua những cái phương pháp như là đọc sách, như là tham gia các khóa đào tạo, các khóa tư vấn về đầu tư. Vậy thì ở trong nội dung này, nếu như bạn nào đó còn chưa biết là tôi cần phải đọc cuốn sách nào, bởi vì ôi tôi thấy nhiều lắm ở trên thị trường, thực sự là có quá nhiều sách và tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, thì nội dung của clip này chính xác là dành cho các bạn. Vâng, AZF Việt Nam sẽ cùng với quý vị và các bạn chúng ta điểm qua nội dung của 5 cuốn sách phải đọc, vâng, chúng tôi cho rằng phải đọc dành cho các nhà đầu tư mới. Cuốn sách đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn ở đây đó là cuốn có cái tên rất đơn giản, Phân tích chứng khoán, với tác giả là Benjamin Graham và David Duke. Dừng lại một chút ạ. Benjamin Graham, nếu như với nhà đầu tư nào đã tham gia thị trường tương đối lâu, có lẽ ông là một tượng đài, ông là một cái tên cực kỳ quen thuộc. Tuy nhiên không hẳn với những người mới tìm hiểu, mọi người cũng có thể biết đến cái tên này. Và nói một chút với các bạn thì có thể coi ông là ông tổ của trường phái đầu tư giá trị, hay thậm chí cũng được coi là nhà đầu tư vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Và cái trong nội dung của cuốn Phân tích chứng khoán này thì Benjamin Graham cũng sẽ trình bày những quan điểm cũng như là những gì tinh túy nhất của ông về cái trường phái đầu tư giá trị, một trong những cái trường phái đầu tư mà có thể nói là rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường đang áp dụng. Một trong số đó là Warren Buffett, một cái tên mà rất quen thuộc với quý vị và các bạn. Vâng, cuốn sách này nổi tiếng đến mức nó được coi là kinh thánh về phân tích chứng khoán. Kinh thánh, vâng ạ, một cuốn kinh thánh về phân tích chứng khoán, giống như chính cái tên của mình. Và hiện nay thì nó vẫn là cơ sở cho mọi trường phái phân tích chứng khoán hiện đại. Nó vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Đó là lý do mà AZF Việt Nam đưa cuốn sách này là cuốn sách đầu tiên mà quý vị nên đọc, phải đọc nếu như thực sự muốn trở thành một nhà đầu tư chứng khoán. Những người không những là biết có khát vọng, không những là có mục tiêu mà còn biết thực sự là những người có khả năng phân tích nữa. Một khả năng cực kỳ quan trọng với một nhà đầu tư. Và trong cuốn sách này thì có một điểm rất đặc biệt, một điểm mà có lẽ là với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường mọi người sẽ thấy khá lạ. Đó là Benjamin Graham chỉ ra những sai lầm và đánh giá thiển cận của Forward. Vâng ạ, nghe có vẻ như một điều gì đó rất là lạ lẫm đối với các bạn. Tuy nhiên thì trong cuốn sách này ông chỉ ra những điều mà Forward có những đánh giá không xác đáng, và bản thân ông cho là thiển cận, tức là cái nhìn trong ngắn hạn thôi. Và cái phong cách trường phái đầu tư của Graham đó là theo trường phái đầu tư giá trị, hay còn có thể nói là những doanh nghiệp có tốt và được đánh giá là có giá trị trong dài hạn, vâng, trong dài hạn thì nó sẽ mang lại cái lợi suất rất là tốt, rất là cao. Với bản thân của Graham, ông đánh giá đó là lý do tại sao mà ông cho là Phố Quân đang đánh giá không đúng rất nhiều doanh nghiệp. Còn ông thì ông có một cái lối đi riêng cho mình. Và điều đó có thể cực kỳ hữu ích với những nhà đầu tư mới, những người có thể nói là không có kinh nghiệm, không có khả năng, không có đội nhóm phân tích khủng khiếp như là các công ty chứng khoán, những cái đội tự doanh. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể có được cái khả năng, nếu như có khả năng phân tích tốt, các bạn vẫn có thể chọn ra được những doanh nghiệp có tài sản tốt, có dòng tiền tốt trong tương lai, tình hình kinh doanh ổn định, có lãnh đạo, quản lý xuất sắc. Những doanh nghiệp đó về tương lai dài hạn thì sao ạ? Cực kỳ tốt. Mặc dù trong ngắn hạn thì nó có vẻ như cái giá cổ phiếu của nó có vẻ không hấp dẫn lắm. Tuy nhiên hãy tìm hiểu cuốn sách này và nó sẽ cho các bạn những cái thông tin, những cái phương pháp có thể nói là cực kỳ hiệu quả. Phân tích chứng khoán của Benjamin Graham, một cái tên cực kỳ cơ bản, cực kỳ có thể nói là không hấp dẫn chút nào. Tuy nhiên đây là cuốn sách đầu tiên mà các bạn nên đọc. Cuốn sách tiếp theo, Trên đỉnh phố Warren của Peter Lynch. Wow, đây là một cuốn sách mà tôi cực kỳ thích.
Peter Lynch có thể được coi là một huyền thoại đầu tư hay một nhà quản lý tài chính số 1 Hoa Kỳ trong cái thời gian mà ông đang vận hành quỹ Fidelity hay là quỹ Magellan. Ông đã có thể nói là có những cái thành tựu cực kỳ xuất sắc. Ông già mà các bạn đang nhìn thấy ở đây là người đã biến 20 triệu đô thành 14 tỷ đô trong vòng 13 năm. Vâng ạ, 20 triệu đô thành 14 tỷ đô trong vòng 13 năm. Trong 13 năm liền, thì trong 13 năm liền ông là nhà quản lý quỹ Fidelity. 13 năm đó ông không hề thất bại một năm nào cả. Và có 11 trên 13 năm là đánh bại chỉ số S&P 500. Các bạn thấy có xuất sắc không ạ? Vâng, cực kỳ xuất sắc. Trong nội dung của nó, Peter Lynch giải thích vì sao phố Warren lại không tìm ra những cơ hội đầu tư tốt nhất. Các bạn đã thấy điểm chung của trên đỉnh phố Warren và cuốn phân tích chứng khoán trước đó chưa ạ? Đó là cả Peter Lynch và Graham đều tìm thấy những cái điểm hạn chế, những cái gì đó mà chúng ta cứ hay nói với nhau là nó sai. Vâng ạ, mà phố Warren đã không đúng trong những cái phân tích nhận định của mình. Đấy, và họ đã không thể tìm ra những cơ hội đầu tư tốt nhất. Và cái hay, cái đặc biệt ở đây đó là Peter Lynch chỉ ra là những nhà đầu tư cá nhân thì hoàn toàn có thể làm được việc này. Và qua đó thì có những kết quả đầu tư đáng kinh ngạc. Đó là cái điều mà cuốn sách này sẽ mang đến cho quý vị và các bạn. Và đương nhiên rồi, nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở đấy, và nếu như tôi nói là các bạn cũng có thể làm được như vậy, hay là tôi cũng có thể làm được như vậy dưới góc độ là một nhà đầu tư cá nhân, thậm chí là những người mới, thì các bạn sẽ không tin. Tuy nhiên trong nội dung của cuốn sách này thì Peter Lynch có những hướng dẫn, vâng ạ, có những hướng dẫn rất dễ áp dụng để giúp chúng ta lựa chọn một cái danh mục đầu tư. Những cái hướng dẫn này thì chủ yếu sẽ dựa trên cái việc đánh giá về báo cáo tài chính. Vâng ạ, cái keyword ở đây đó là về báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nó giống như là một cuốn sơ yếu lý lịch rất chi tiết, rất rõ ràng về các doanh nghiệp. Chúng ta có thể tìm thấy mọi thứ về các con số, và các con số sẽ nói nên cái câu chuyện của nó. Mọi thứ về sức khỏe doanh nghiệp, triển vọng của doanh nghiệp. Và AZFIN Việt Nam thì có riêng một khóa học về phân tích báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính có thể coi là một kênh thông tin cực kỳ hữu ích, một kênh thông tin mà có thể nói là tối thượng dành cho các bạn. Nếu như các bạn không biết phân tích báo cáo tài chính thì có thể nói sẽ vô cùng khó nếu như các bạn muốn trở thành các nhà đầu tư chứng khoán thực thụ. Vậy thì nếu các bạn có quan tâm đến vấn đề phân tích báo cáo tài chính thì hãy comment ở phía bên dưới nội dung của clip này nhé. Và chúng tôi sẽ gửi cho các bạn thông tin của khóa học, hoặc là chúng tôi sẽ có cho các bạn một số cái gợi ý để các bạn có thể bắt đầu cái chặng đường đầu tư của mình bằng cách là đọc báo cáo tài chính. Và đầu tiên thì hãy tìm hiểu trên đỉnh phố Warren như chúng tôi đã giới thiệu ở trong clip này. Tiếp theo là với cuốn sách Hòn Tuyết Lan của Alex Schroeder. Wow, vâng, cuốn sách này thì có thể nói như các bạn thấy ở trong hình ảnh ở đây, nó là một cuốn sách đã lột trần hết cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett. Vâng, cái lột trần ở đây là gì? Đó là nó cho chúng ta thấy một hệ thống kiến thức đầu tư cũng như là triết lý sống hết sức là sâu sắc và xuyên suốt của người mà chúng ta vẫn hay gọi là nhà hiền triết xứ Omaha. Thì nó không đơn giản là một cuốn sách chỉ nói về việc là Warren Buffett giàu như thế nào, hay ông đã kiếm tiền, ông đã đầu tư chứng khoán từ năm 11 tuổi ra sao. Nó sâu sắc hơn rất nhiều. Nó không chỉ là câu chuyện về đầu tư, nó là câu chuyện về triết lý sống. Ông già mà chúng ta vẫn hay thấy và vẫn hay nghĩ là một người rất giàu, tuy nhiên ông sống rất giản dị. Cuốn sách này sẽ đề cập hết tất cả mọi thứ ở trong đó. Nói xa xa hơn một chút, trong nội dung của clip trước, sau khi mà xem clip của chúng tôi thì có một chị đã comment ở phần dưới khi mà đọc về 6 nguyên tắc vàng của đầu tư. Thì bản thân chị cho là cái tính cách của một con người thì sẽ được phản ánh rất nhiều qua cái phong cách đầu tư. Và bản thân chị thì thấy là mình phù hợp với phương pháp đầu tư giá trị hay là những cổ phiếu tốt về dài hạn. Và chị thấy rất thích những cái chia sẻ của AZFIN Việt Nam. Thì nó cũng phản ánh một số những cái điều mà trong cái cuốn sách Hòn Tuyết Lan sẽ đưa ra. Đó là các bạn cần có một cái triết lý sống cũng như là một tâm thế sống và đầu tư. Và nó sẽ phản ánh, nó sẽ ánh xạ vào cái phong cách đầu tư của các bạn. Vâng, và cuốn sách này thì sẽ giúp chúng ta không những là có cái nhìn rõ ràng hơn về sự nghiệp của Warren Buffett, cuộc đời của ông, mà có thể nhìn thấy chính bản thân mình ở trong đó. Các bạn xem clip này của tôi sẽ có một câu hỏi là vậy thì nó dành cho ai? Vâng, nó dành cho những người
những nhà đầu tư có xu hướng đi theo trường phái đầu tư giá trị, Buffett thì có thể coi là một học trò của Benjamin Graham, một người vận dụng rất thành công cái phương pháp trường phái đầu tư giá trị. Và những người sẽ coi chứng khoán là kênh xây dựng tài sản dài hạn trọn đời. Vậy thì ok, chúng ta đã nói đến cái việc mà nó cung cấp những cái gì và dành cho ai. Vậy thì hãy quay lại một chút đến cái tên Hòn Tuyết Lăn. Các bạn hãy tưởng tượng một chút, đâu đó có lẽ tất cả mọi người đều đã chứng kiến cái cảnh tượng mà có một cái ngọn núi tuyết, vâng, ngọn núi tuyết hay là một cái hòn tuyết lăn từ trên đỉnh núi xuống. Ở cái giai đoạn đầu tiên của cái việc mà khi mà lăn xuống trên một đỉnh núi thì cái hòn tuyết này còn rất là nhỏ, tốc độ lăn còn rất là chậm và đâu đó nó không đáng để chúng ta chú ý hay là cũng không có gì để nguy hiểm cả. Tuy nhiên, khi nó đã lăn được một thời gian rồi, tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều. Và điểm đáng chú ý là gì ạ? Nó to hơn rất nhiều. Và cái điểm đặc biệt mà cái cuốn sách này nhắc đến thì nó giống như cái tên của mình vậy. Các bạn hãy kiên trì, các bạn hãy xác định một cái phong cách đầu tư dài hạn, hãy kiên trì với nó. Vậy thì cái tài khoản, cái tài sản của các bạn nó sẽ giống như cái hòn tuyết lăn vậy. Đầu tiên nó sẽ chậm chậm thôi, nó sẽ nhỏ thôi. Tuy nhiên sau thời gian thì tài sản của các bạn sẽ gia tăng rất nhanh. Tốc độ cũng như là quy mô của tài sản của các bạn sẽ nó sẽ tương ứng với cái sự kiên trì cũng như là cái năng lực đầu tư của các bạn. Và sức mạnh của lãi kép sẽ là câu trả lời, sẽ là điều mà giúp các bạn trở nên giàu có nếu như các bạn có trong tay mình một hòn tuyết và kiên trì với nó. Và cuốn sách thứ tư mà chúng tôi đề cập ở đây là một cuốn sách có một cái tên cũng tương đối là ấn tượng, Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường của Philip Fisher. Ông thì có thể được coi là một trong những nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Mặc dù tên của ông có thể không nổi tiếng như là Warren Buffett, Peter Lynch hay là Benjamin Graham. Tuy nhiên, cuốn Kim Từ Điển, vâng, cuốn sách này được coi là cuốn Kim Từ Điển của các nhà đầu tư hiện đại. Vì sao ạ? Bởi vì nó có những cái vấn đề mà vô cùng thực tế và thường gặp trong đầu tư. Tôi đảm bảo rằng quý vị và các bạn khi đầu tư được một thời gian và đọc cuốn sách này thì sẽ đâu đó sẽ thấy những vấn đề đang xảy ra với mình hoặc đã từng xảy ra với mình. Những vấn đề, những câu chuyện của chính bản thân các bạn và những thứ đó thì cực kỳ thường gặp trong đầu tư. Đó là cái hay mà cuốn sách của Fisher mang đến cho các bạn. Giống như cái tên thôi, cổ phiếu thường, vâng, các thứ rất bình thường nhưng có thể mang lại lợi nhuận phi thường. Vì sao ạ? Bởi vì nội dung của cuốn sách này chỉ ra được 15 những cái luận điểm về phương pháp lựa chọn cổ phiếu. 15 luận điểm này thì hết sức đanh thép và hết sức thực tế và hiệu quả. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, nếu như các bạn đã tham gia đầu tư được một thời gian rồi, đã đọc được một số cuốn sách như chúng tôi đã đề cập ở phần trước, thì đây là cuốn sách để dành cho các bạn. Nó sẽ cực kỳ thực tế, nó sẽ không có cái gì xa vời cả, không có cái gì là lý thuyết xuồng ở đây hết. Nó có 15 luận điểm đanh thép, những cái dẫn chứng rất cụ thể, những cái trường hợp mà có thể nói là các bạn đâu đó đã gặp rồi hoặc chắc chắn sẽ gặp trong tương lai, thì đây là cuốn sách để dành cho các bạn. Và cuốn sách cuối cùng, cuốn sách có cái tên là Nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham. Vâng ạ, ở đây có bao nhiêu bạn đang xem clip này của chúng tôi muốn trở thành nhà đầu tư thông minh ạ? Vâng ạ, đương nhiên rồi, thông minh, nhà đầu tư thông minh thì sẽ giúp cho cái hiệu quả đầu tư của các bạn nó cao hơn rất nhiều. Và đây là cuốn sách mà được Warren Buffett đặt cái nhận xét là cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho đến nay. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy tìm hiểu cuốn sách này ngay. Cuốn sách nó sẽ là một thứ không thể bỏ lỡ dành cho những nhà đầu tư mà là tín đồ của trường phái đầu tư giá trị. Vâng ạ, Graham hay là Buffett thì cũng đều là những người mà có thể nói là rất kiên trì với cái phương pháp này của mình. Và nó thực sự là cũng là một thứ không thể bỏ qua. Nếu như các bạn, những người đang xem clip này của chúng tôi, xác định đầu tư là một câu chuyện dài hạn, là một cái gì đó trọn đời. Vâng, tuy nhiên thì tôi sẽ phải nói với các bạn là có một nhận xét rằng Nhà đầu tư thông minh là một cuốn sách gây tranh cãi. Vì sao ạ? Bởi vì nó sẽ không phải là cuốn sách dành cho những ai mà muốn lướt sóng, những ai mà tham gia thị trường chứng khoán dưới góc độ là một người muốn đầu cơ. Vâng ạ, đầu cơ rất khác so với đầu tư. Những người muốn làm giàu nhanh thì sẽ không phù hợp với cuốn sách này đâu. Các bạn sẽ khó chịu nếu như đọc cuốn sách này đấy. Và do vậy tôi cần phải
lưu ý với các bạn những ai coi đầu tư là kênh đầu tư chứng khoán là kênh đầu tư dài hạn, thì đây sẽ là cuốn sách rất tốt cho các bạn. Vì sao? Vì nó có khả năng truyền cảm hứng một cách đáng kinh ngạc và cực kỳ hữu ích trong cái việc định hướng cái chiến lược đầu tư dài hạn cho quý vị và các bạn. Nó sẽ là một cái gì đó rất tốt nếu như chúng ta coi đầu tư là một câu chuyện trọn đời, hoặc là một câu chuyện mà nếu các bạn muốn đầu tư chứng khoán để nghỉ hưu sau 10 năm, 20 năm hay 30 năm, nó sẽ giúp các bạn hoạch định được một cái chiến lược rất tốt. Vâng, trên đây là nội dung của 5 cuốn sách mà chúng tôi muốn quý vị và các bạn nên đọc, thậm chí là phải đọc ạ. Nếu như chúng ta đang bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình và muốn trở thành một nhà đầu tư thông minh, một người có khả năng phân tích, một người có khả năng nhìn nhận, đánh giá cực kỳ chính xác, thậm chí là còn hơn cả những cái tổ chức đầu tư uy tín, thì 5 cuốn sách đấy là dành cho các bạn. Như đã nói, 5 cuốn sách có cái tên không hề kêu, nhưng nó là những cuốn sách mà sẽ cực kỳ hữu ích. Hãy tin chúng tôi và bắt đầu tìm hiểu ngay ngày hôm nay. Đến, các bạn có thể đến hiệu sách, có thể tìm trên kênh online hoặc tìm trên Google những ấn bản PDF. Mà nếu bạn nào đó cảm thấy quá khó khăn để tìm thấy những cái cuốn sách này thì hãy comment ở phần dưới clip của chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho các bạn link download hoặc là gửi thẳng cái bản PDF cho các bạn. Và ở phần tiếp theo, vào 21 giờ ngày thứ ba, mùng 2 tháng 6, khi chúng ta đã có tài khoản rồi, chúng ta đã nắm bắt được 6 nguyên tắc vàng và có cho mình những cuốn sách gối đầu giường để hàng ngày tích lũy kinh nghiệm, thì hãy bắt đầu với những gì đơn giản nhất của chứng khoán. Hãy cùng với chúng tôi ở kỳ tiếp theo đi trả lời cho câu hỏi cổ phiếu là gì và những lợi ích của tôi khi đầu tư cổ phiếu ra sao. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều với những đóng góp và sự ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Và hãy subscribe và comment vào clip của AZFIN để chúng ta cùng nhau trao đổi kỹ hơn và có với nhau những nội dung clip hấp dẫn và hữu ích hơn nữa. Chào thân ái và quyết thắng!